Đại, đại đương gia ạ? Lần này ông ra ngoài giải quyết công việc đến đâu rồi? Đại đương gia yên tâm, lão hồ ly làm theo căn dặn lần trước của người, đã đi thăm dò khắp các cõi yêu, vẫn không tìm thấy dấu vết của sức mạnh hắc ám. Nói vậy thì kẻ đứng sau sự việc lần này là nhân tộc đã được cố tình lựa chọn. Ý của đại đương gia là thế lực tà ác xuất hiện ở bên ngoài Đồ Sơn và ở nhân tộc lần này không phải là tình cờ, mà chúng đang thực hiện một âm mưu lớn hơn. Trưởng lão có nhớ chuyện 700 năm trước không? Ý của đại đương gia là có người muốn gây chuyện giữa nhân tộc và Đồ Sơn. Sao mà thế được? Cũng mong là do ta lo lắng vô căn cứ. Vậy tiếp theo nên làm thế nào? Những ngày này ta điều tra được sức mạnh hắc ám đó dường như có liên quan đến Kim Nhân Phượng. Ta đã dặn bảy để dụ hắn đến chợ nhân tộc. Nơi đó là lãnh thổ của phương quyền minh chủ nhất khí mình. Có lẽ ở đó hắn sẽ kiềm chế bản thân. Sơn Trang Thần Hỏa Kim Nhân Phượng cũng tốt. Vậy thì để lão hồ ly này đi cùng đại đương gia để gặp gỡ Kim Diện Hỏa Thần này. Được, kể ra thì sau đại chiến người và yêu, Đồ Sơn đã cắt đứt qua lại với nhân tộc. Cũng đã 400 năm rồi đại đương gia chưa từng bước chân đến địa phận nhân tộc nhỉ? Đại đương gia, đêm đã khuya rồi, trưởng lão cũng nghỉ ngơi sớm đi. Dân, sau này nếu muốn uống rượu thì tự đến học quan cát mà lấy. Cảm ơn đại đương gia. Lão hồ ly cáo lui đây.